trời tôm cá luôn. À rẻ hả cô? Rẻ người ta mua hả? Vậy mà mình ngồi chợ mình bán lẻ được nhiêu ký vậy cô? Đang tính làm mai cho anh mà giới thiệu vợ cái mệt chết luôn rồi. Và một ổ bồ câu vậy 60.000 hả con? Ở ổ 30. Chưa biết con hay không chứ nhìn rồi rất là đẹp luôn á nha. Ở đây người ta để chiếc xe này rất là nhiều hả các bạn? À, một gói vậy là mình bán mấy ngàn hả chị? Mà rẻ luôn, 5.000 gói chứ bạn. Rất là dễ ăn ha. Anh Tùng Chi Lon mà điều đặc biệt anh này rất là đẹp trai nha các bạn. Dạ. Em chúc anh luôn bán đắt nha. Đúng là có chút định. Chúng có chút định chào bà con thương. Bà con đã xem, bà con bấm like đồ. À, bà con chia sẻ. À đúng rồi. Lên. Đây em đi lê ngon là 2.6. Sáng giờ chúng ta dạ. Mình có thể bật mí cho bà con biết hiện tại mình bán nhiêu ký không chị? Mến chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem trên kênh YouTube Chí Xe TV. Rất vui khi gặp lại ông bà, cô chú, anh chị và các bạn trong video tiếp theo của ngày hôm nay. Thì hiện tại Chí Xe đang có mặt tại trung tâm thị trấn huyện Chợ Mới thuộc tỉnh An Giang này các bạn. Cái đường Chí Xe đang đứng đây là ngã tư đường Thoại Ngọc Hầu giáp với đường Lê Lợi ha. Phía trước các bạn nhìn thấy đó là tuyến đường Lê Lợi nha. Còn tuyến đường này thì đường Thoại Ngọc Hầu mình dẫn xuống chợ nè các bạn. Thị trấn Chợ Mới này nằm cách trung tâm thành phố Long Xuyên cũng khoảng 30 km nè các bạn. Đây là quang cảnh phía trước của cái khu chợ này. Cái đường đi lại này mình đi ra ngoài quốc lộ 80B thì khoảng cây số rồi các bạn. Ngay ngã tư này thì mình thấy có bà con mua bán rất là nhiều đây nè các bạn. Quá đông luôn. Bánh tầm xíu mì vậy nè, xíu mại 15k 20k một ổ. À, 15-20 ngàn ổ các bạn. Bên đây thì bán thịt heo ha. À, bên đây là xôi mặn. Các bạn xem nhớ cho Chí Xe xin một like ha các bạn. Bánh tầm xe, bánh đùm. Đây bà con mình bán bánh trên mấy chiếc xe như vậy mình thấy rất là nhiều luôn các bạn. Từng chiếc xe để đẩy chợ.
Thời điểm hiện tại là 7 giờ 30 phút sáng này các bạn. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 nha, năm 2024. Để về mình cũng tiện bề di chuyển ha các bạn. Chỗ này bán không được thì mình để lại chỗ khác ha. Bên kia thì có một xe dừa. À, các bạn thấy bán dừa nè, bán trái cây rất là nhiều nè các bạn, quá trời trái cây luôn, ngay ngã tư Lê Lợi với Thọ Ngọc Hầu. À, mình có đi vào chợ ngay ngã tư này, mình muốn mua trái cây cũng dễ các bạn, khỏi cần phải vô chợ ha, quá trời trái cây luôn. À, trái cây gì cũng có nè các bạn. Giờ mình mời ông bà cô chú cùng anh chị và các bạn theo chân chiếc xe để vào tham quan khu vực chợ mới An Giang này, xem bà con tiểu thương ở đây mua bán như thế nào hết các bạn. Đây xuống chợ thì các bạn nhìn thấy là khu vực phía trước đông đông đó là khu vực chợ nha. Mưa sáng đêm các bạn ơi, khu vực này là lúc chiếc xe tới đây là cũng 5 giờ mà mưa mới về dứt nè các bạn, mà mưa cũng không có lớn, cho nên buổi sáng sớm mà mưa thì bà con đi chợ cũng rất là trễ các bạn. Khu vực chợ mới này thì nằm cặp con sông phía sau á các bạn. Đây là các bạn nhìn thấy đây là văn phòng của ủy ban hay gì chợ mới vậy đó các bạn. Bên đây thì cũng một đường đi ra vô chợ này các bạn. Bên trái này thì bãi giữ xe, mình có đi bằng Honda hai bánh rồi mình tới đây mình gửi xe mình vô chợ cho nó thuận tiện ha các bạn, không có bị kẹt xe cản trở việc mua bán của bà con nữa. Chạy xe ôm hả chú? Chạy xe ôm hả? Sáng được chạy được mấy cuốc rồi? Chưa cuốc nào hết hả? Chợ mình chờ bữa nay thấy chắc vắng quá hả? Ngày thường cũng vậy hả? Dạ. Đây là hoàn cảnh cặp bên sông này các bạn. Ở mé bên đường bên kia là trên khu trung tâm thương mại nha, nhưng mà tại vì chiếc xe chọn mấy bên sau đây thì buổi sáng ở đây thì rất là đông đúc hơn ở trên khu thương mại các bạn. Dạ, khu vực này là khu bờ kè á anh. Ủa sao ở đây gọi là chợ mới vậy, có cái chợ cũ ở đâu không anh? Chợ cũ ở dưới cái này là chợ mới. À, ngày xưa là chợ thủ với kia. Rồi sau này bây giờ lên đây là đặt là chợ mới. Em tưởng đây là chợ mới phải có cái chợ cũ, nó cũ rồi nó bây giờ qua đây là gọi là chợ mới chứ. Chợ mới mình hồi nào giờ có bao nhiêu tuổi đó? Chợ mới có hồi nào mà bao nhiêu tuổi gì đó. Ai đã bảo rằng cái chợ mới của chú? Dạ đúng rồi. Ngàn năm sau cái chợ này cũng là chợ mới hoài luôn á. Dạ thôi em cảm ơn anh á. Dạ em đi em làm YouTube. Phép bạc bà con cô bác ơi, 40k nửa ký quá rẻ luôn. Ở đây thì bà con tiểu thương mua bán trên mấy chiếc xe giống vậy rất là nhiều hết các bạn, có từng chiếc xe đẩy giống vậy đó.
nấm gom nè, rồi củ kiệu, bông điên điển, rồi bông súng, rau dừa rất là nhiều ha. Bên đây thì gà vịt nè các bạn. Ở đây là ổi, tôm càng, cá sọc. Bên đây là ổi nè các bạn, ổi rồi cà na. Đây là khu vực bờ kè ha các bạn. Bên đây có quần áo nè, quần áo bên kia son nồi sửa với cái đồi son hay gì các bạn. Đây là mực, ghẹ, tôm. Bên đây anh, đây anh bán cái nồi son gì nè các bạn. Đó, đây anh sửa son nồi hay gì nè, quá trời luôn. Ủa này mình sửa ai vậy chú? Này thấy đồ cũ không các bạn? Đồ cổ không nghe các bạn? Wow, đó. Bạn nào muốn chơi đồ cổ hay mình còn thiếu những cái dụng cụ gì thì mình ra đây mình mua các bạn. Rất là nhiều đồ luôn nè. Ở đây anh chủ là các bạn, chuyên sưu tầm đồ cổ. Ai có mua thì ra đây mình ủng hộ anh nè. Ở đây là mận, ổi. Wow, nho móng tay. Hãy vô mọi người ơi, nho móng tay tại chợ mới An Giang. Ai có đi chợ đây muốn mua nho móng tay thì ghé đây ủng hộ anh trai. Sáng giờ bán được nhiều chưa anh? Cũng được rồi ha. Em chúc anh bán đắt nha. Đó, bên đây thì mực nè các bạn, mực rồi ghẹ nha. Đó, ai muốn mua mực thì cũng có cái điểm để mình mua ha. Đây là cô bé bán mực. Chúc cô bé bán đắt nha. Đó, cô ở đây cô bán nguyên một gỗ, nguyên một gỗ cà na luôn. Wow, cái này chắc cà na ở nhà mình hái hả cô? Hay quá, cô chồng có cây cà na cô hái quá trời luôn các bạn. Ủa mình không bỏ mối cho mấy người tiểu thương hả cô, cho mau. À rẻ hả cô? Rẻ người ta không mua hả? Vậy mà mình ngồi chợ mình bán lẻ được nhiêu ký vậy cô? 15 ngàn. Cà na này là đập với ngào đường. À, đó. 10 ngàn. À, cô bán ở đây mỗi ngày luôn hả? Có. Lâu lâu tới mùa rồi, ha. Đó, ai muốn ăn cà na thì tới đây mình mua, mình ủng hộ cô các bạn. Em chúc cô bán đắt nha. Phía sau đây là con sông rồi các bạn. À, bên kia thì có mấy chiếc ghe hút cát ha, đang bơm cát nè. Đây thì có mấy chiếc tàu lô rồi các bạn. À, tàu lô, tàu này tàu ủi mấy chiếc xà lan ha các bạn. Cà phê, cà chè, cá lóc, đa số đề cá thiên nhiên không các bạn. Này là cá đồng không rồi nha. Không nhận chứ, nó đi 250. Này 200. 250. Đây là cam cái 250 đi. Nhiều nó nhiều sao thì giảm giá. Đây là cá chè. Cá chạch đồng, cá sạch, cá lồng thông. Quá trời tôm cá luôn. Này 200 giữ cái gì vậy? Cá chạch tự nhiên 250 vậy các bạn. Nhỏ rồi
Bên kia là cua đó ha, quá trời cua luôn, cua đồng. Mua bên đây thì rau củ, hành, cà thì cũng giống mấy khu chợ ở trên hết các bạn. Má bán bộ chôm. Bên đây thì cặp bé xong thì bà con bán quần áo rất là nhiều hết các bạn. Cặp bà kè này bà con mình bán quần áo không các bạn, các bạn nhìn túi cút cút kia luôn nha. Bên đây thì bán bơ trái cây các bạn, bơ sáp 20k với mấy cái mít mít sấy rồi nè các bạn, mít sấy chuối ha, rau củ sấy ha, bơ sáp hột dịch. Đây thì cá này các bạn. Ốp. Bí bí non nè các bạn, bí đỏ. Bánh. Mà nhiều. Phía xa này bà con mình bán thức ăn á các bạn. Thì hủ tiếu, cháo gì nè các bạn. Đó. Bà con ngồi ở phía sau này đi chợ thì ngồi đây ăn luôn. Cảnh buổi sáng ở đây cũng rất là đẹp các bạn. Nhưng mà con cái trời mưa. Nếu mà trời đừng có mưa thì bà con không có chạy dù à, thì ở đây đẹp, đẹp lắm nha các bạn. Mấy sông nè. Bánh rau câu nè các bạn, rau câu bánh in, mứt dừa. Buổi sáng phía sau này nhộn nhịp lắm các bạn ơi. Ha. Bên đây là đồ phụ nữ nè, đồ trẻ em. Rồi. Đây có một chỗ bán thịt, thịt kho rượu. Rồi. Bán cơm bán thịt luôn. Ai ở gần đây muốn ăn thịt thì tới đây mua các bạn. Mình hỏi làm nha, mình không có thời gian tới đây mua. Rau câu. Wow, nhìn đẹp quá. Quá đẹp luôn. Ba bốn màu luôn. Nửa ổ 30. Một một ổ ổ câu vậy 60 ngàn hả con? Dạ. Nửa ổ 30. Chưa biết ngon hay không chứ nhìn rất là đẹp luôn á nghe. Dạ. Dạ. À ai có đặt đặt đám là mình giao luôn hết chi. Đó, mình dạ. Dạ. Đó, bà con mình ở gần đây thì mình có coi được video này mà nhà mình có đám tiệc thì tới đây mình đặt chị giao tới nơi luôn các bạn. Dạ. Đó. Rất là tiện hết các bạn. Mình ví dụ mình có công việc mình không có thời gian á thì mình tới đây mình mua thịt kho mình về mình ăn luôn, gọi với công nấu. Đó. Thịt kho mắm chân của cô Loan hả? Dạ cô Loan. Dạ thôi em chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ. Bà con rất là nhiều rau dừa. 40k nửa ký qua ghẻ luôn. Bên bên đây thì bán quần áo các bạn ha. Ở đây người dân ở đây người ta đẩy cái xe này rất là nhiều hả các bạn.
mọi người đẩy cái xe này đi bán cũng dài dài cũng rất là nhiều, quần áo rồi mít. Ở bên đây thì có cô bán xôi à các bạn ơi, ai muốn ăn xôi thì khi đến với chợ mới này thì mình ra phía sau cặp bà kè đó, có một chị bán xôi ở đây mỗi ngày đó. Nhà xôi giò đúng không chị? Không, cái này mới xôi giò này. À, xôi giò. Còn bên đây là xôi gì? Cái này là xôi nghệ ăn với bánh phồng. Xôi nghệ ăn với bánh phồng nếp. Đúng rồi, ăn với phồng nếp. Đó là một trong những nét văn hóa ẩm thực của An Giang các bạn. Bánh phồng nếp. Gói như vậy là mình bán mấy ngàn hả chị? 5 ngàn. Bỏ rẻ luôn, có 5 ngàn gói các bạn. Cũng rất là dễ ăn ha. Đó, ai cũng muốn ăn xôi của chị thì đi chợ thì ghé vô đây mua ủng hộ chị. À, chị có bán thêm cơm rượu rồi các bạn. Đúng rồi, có cơm rượu nữa. Em chúc chị bán đắt nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, em là YouTube Chí Xe TV. Kênh Chí Xe TV này thấy chưa? Dạ, cho luôn hả? Dạ, cho luôn đi. Dạ. Nhớ cho nhỏ một like nha. Dạ. Rất là nhiều bông các bạn, bông cúc, bông hồng. Sáng đường này thì bà con mình đi rất là nhộn nhịp nhưng mà xe vô đây nhiều quá. Bên đây kìa, chị bán rau củ các bạn, cà cải, dưa leo nè, nhiều cà tím nữa. À, sáng giờ bán được cho chị. À, ai đi chợ mà muốn ăn cà tím hay đậu cà gì đó các bạn nè, dưa leo thì mình ghé đây mình ủng hộ các bạn. Em chúc chị bán đắt nha. Dạ. Qua gầy với đất căn ướt các bạn. 4 cây 10 ngàn. Bao đập được 3 bọc 20 ngàn. Đây là quần áo này. Quần áo giải các bạn. Rất là nhiều giải nè. Cô bán giải quá trời luôn. Wow, cái chạch lấu con nào đây bự bự luôn các bạn. Quá trời cá linh luôn. Đây này, trở lên là có cá linh nhiều lắm các bạn. Cá chạch lấu. Đây thì có quán bánh ướt nè các bạn. Cá mè. Quá trời nhiều cá linh non luôn. Rồi, ai muốn ăn cá linh thì mình tới đây mình mua mình ủng hộ anh nè các bạn. Người ta mua mình làm giùm ta luôn hả anh? À, làm sẵn bán luôn các bạn. Sáu trăm gram. Cá nhiều cá ha. Kia thì cô bác ha, giày dép giờ này cô mới dọn ra nè. Wow, đây hai con cá chép bự quá các bạn. Chép to luôn.
cải, bồng bí, bông bí vàng rất đẹp luôn, bắp chuối. Ở đây thì rau dừa. Bên đây quá trời quần áo các bạn, quần áo ở đây nè, tô ly chén vậy nè. Cô bào rau ghém, bắp chuối, đây khu này khu vực bà con tập trung bán cá rất là nhiều các bạn, giống như khu vực chợ cá ha. Lên nữa nè các bạn, các bạn nhìn thấy cái lên chưa? Nhiều không? $38.000 bớt $3.000 còn $35.000 luôn, quá rẻ luôn. Bên kia là tôm thẻ, có cái lên nữa các bạn. Cá linh mà nấu canh chua bông điên điển là rồi, ngay luôn. Ăn hết cơm luôn hết con. Về miền Tây cái gì cũng ngon hả cô? Cá linh bông điên điển. Ai muốn mua bông điên điển thì tới đây mua. Chúc cô bán đắt nha. Cá chốt. Cua xay. Cá rô, cá lóc. Cái này chắc cá thiên nhiên này các bạn. Quá nhiều hải sản luôn mọi người ơi. Đó, mình ở gần đây mình muốn mua hải sản thì mình ra cái chào chợ nè các bạn. Tôm càng con bự bự không nè. Đây cá lăng. Rồi ghẹ, tôm bạc. Quá nhiều. Sáng giờ bán được nhiều không chị? Rồi, chị bán rất là nhiều tôm cua cá luôn các bạn. Mình ở gần đây có đi chợ thì ghé đây mua ủng hộ chị. Em chúc chị bán đắt nha. Dạ, quay hôm nay để bán nhiều nè. Wow, thịt chuột nè các bạn.
Đang gội đầu. Anh này anh cười nghe sảng khoái quá các bạn. Đưa đây cái chén nặng luôn đi. À. Đó, không quay vợ tôi thì ok, quay tôi là chén nặng. Tại vì quá trời chắc luôn rồi. Đang tính làm mai cho anh mà giới thiệu vợ cái bên chết luôn rồi. Đây là em vợ tôi trong dạy ngoài luôn. Mấy chị đang xem nhóc chơi trong đây nè. Hết cua. Rồi mấy người chợ mới vui vẻ lắm. Dạ đúng rồi. Qua. Đây là con cua đồng. Cua đồng. Nhìn đã quá các bạn, con nào con ấy kinh càng nè. Đó con cua đồng. Anh ở đây anh với chị bán rất là vui tính các bạn. Bán đồ toàn là đặc sản đồ đồng thiên nhiên không nghe. Đây là chuyên môn đồ đồng nha mấy anh. Dạ đó. Cái chê cái lóc cái gô gì nè, nhóc trơn nè. Các bạn ở gần đây có đi chợ thì ghé qua đây ủng hộ anh với chị. Đó. Anh Tùng Chi Lon đi nha. Anh Tùng Chi Lon mà điều đặc biệt anh này rất là đẹp trai nha các bạn. Đắc tư luôn á, anh đắc tư luôn. Em chúc anh luôn bán đắc nha. Dạ. Anh chuyên bán đồ đồng á các bạn. Mình muốn ăn đồ đồng thì mình ghé đây mình mua mình ủng hộ anh. Dạ. Em là YouTube Chí Xe TV nha, nè cái kênh này là anh chiều nay mình. Chiều là có không? Sáng mời đi con. Dạ mà anh có thể trưa nay mình vô mới coi mấy chợ khác cũng được. Thơm đẹp của mình quá trời luôn. Đây chị bán mực các bạn, chắc là mực ha. Bên kia anh bán câu đậu đồng, rồi đây chị bán đồ biển nha các bạn. Đẹp cái tôm thẻ nè. Ồ, mình có đám tiệc thì muốn mua mực đó thì các bạn, cái này mình mua mình ủng hộ chị các bạn. Cái này là tôm lóng, tôm thiên nhiên nè các bạn. Đó, rất là đẹp, rất là nhiều ha. Ai muốn mua thì tới đây mua ủng hộ chị nè các bạn. Chúc chị luôn bán đắt nha. Thiệt không? Ổng ở nhà ổng nghe được là tới con chuyện hai lửa rồi. Thiệt không? Thôi cô lớn tuổi rồi nói tầm vậy là mà không được đâu. Cô bán rất là nhiều mắm các bạn. Mình không có thời gian á thì mình mua cái này cô trộn sẵn cho các bạn luôn ha. Còn mình có thời gian mình có thời gian thì mình mua cái con nguyên. Còn mình không có thời gian mình mua cái này về mình ăn liền các bạn. Còn có mắm đu đủ nữa nè. Rồi mắm sặc, mắm linh. Mắm mắm thái, mắm lóc nữa nè các bạn, rất là nhiều mắm luôn nè. Ai muốn ăn mắm như thế này thì tới đây mình mua mình ủng hộ cô. Em chúc cô luôn bán đắt nha. Ở chợ mới An Giang à các bạn. Quá trời ốc bu luôn. Dạ em là YouTube Chí Xe TV. Chí Xe TV nha. Cá dồ đêm, con hến, con ốc. Rồi cá lóc đồng. Cô bán cua xay nữa các bạn. Rất là nhiều luôn nè. Cái lóc này chắc lóc thiên nhiên quá hả cô. Dạ. Đó. Ủa con ốc này bây giờ mình bán cho bà con là nhiêu tiền rồi hả chị? 10.100 gram á. 10.100 là ký 100 ngàn. Đó, chị bán cái đồ thiên nhiên không các bạn? Đồ đồng. Đồ đồng, xong không ạ? Cái dầu đếm nó cũng bắt xong rồi hả chị? À, đi xịt xong ha. Đi một lát nữa. Ai muốn ăn ốc hến như thế này thì mình tới đây mình mua mình ủng hộ chị rồi các bạn. Em ơi, chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ. Bên đây thì cầu huyết nè các bạn, cầu huyết rồi đầu cá hồi, rồi gà vịt làm sẵn, gà làm sẵn nè các bạn. Đó, ai mua thì tới đây ủng hộ anh nè các bạn. Nếu mình có đám tiệc hay gì đó thì mình đặt số lượng nhiều thì anh nha, ở gần chợ mới này anh nha, giao cho các bạn tới nơi luôn, miễn ship luôn. Dạ. Giao hàng tận nơi. Ồ, trứng gà là các bạn, trứng gà non đã không ha. Đó. Quá rồi, quá quay lên coi. Mình nhìn anh đây đẹp trai này, nhìn kỹ đừng lộn, ủng hộ lộn cái anh khác nha. Rồi thôi em chúc cho anh chị luôn bán đắt nha. Tên gì vậy? Dạ em là Chí Xe TV rồi chị. Kênh YouTube của em nè. Mình có thể chia sẻ lên cho bà con biết cái chỗ bán của mình. Dạ. Cái bên đây thì dạ. Bên đây thì chị bán cá ngừ. Quá trời. Sáng giờ bán được nhiều không chị? Sáng giờ bán 300 kg 400 kg. Cũng lai gai, cài miệng có bán lai gai là được ha.
mấy ngày mưa bão mà. Dạ. Cá này cá giống như cá sa ba hả chị? Cá cam à, cá cam. Cá này người ta gói với bạc mà nướng vậy được không? À, các bạn muốn ăn cá biển như thế này thì mình tới đây mình ủng hộ chị ở chợ chợ mới qua An Giang à các bạn. Đó chị cười. Thôi em chúc cho chị luôn mới đắt nha. Dạ. Wow, một hồ cá luôn. Nhìn đảo quá các bạn. Các bạn nhìn phía sau cái sông nè. Có tàu ghe. Tàu ghe chạy như vậy các bạn. Buổi sáng ở đây cũng rất là mát mẻ các bạn. Dạ, đặc sản chuột đồng. Chuột này chuột thiên nhiên. Đó. Rồi ớt. Dạ. Dạ, kênh YouTube. Dạ 6 giờ rưỡi sáng mai. Dạ. Dạ kênh YouTube Chí Xe TV. Cá thiên nhiên. Cá mè nè các bạn mình nè. Các bạn nhìn anh chị bán ở đây toàn là cá tươi sống không ha. Rồi tôm thẻ nè. Rồi mực, rồi cá rô, rồi cá lóc. Đó, nếu mình có nhu cầu sử dụng khi đến đi chợ mới này thì ghé đây ủng hộ anh với chị. Chúc anh chị luôn bán đắt nha. Cá dứa. Ủa cái này cái gì mà cái này cái gì mà thịt không rồi trời. Thôi đeo khẩu trang đi, đeo khẩu trang cũng đâu biết ai đâu. À, cốm quá trời nhiều. Wow, điều đặc biệt là có một tô muối ớt đây luôn nha. Ai mua trái khóm thì tặng thêm bọc muối ớt. Còn trái khóm như vậy là mình bán bao nhiêu tiền hả bé? Trái khóm như bé đang gọt là mình bán cho bà con nhiêu tiền ha? 20-25 tùy theo trái lớn nhỏ ha. Dạ. Cũng tùy theo thời điểm đó các bạn đó, có khi thời điểm 15, có khi 20, có khi 30 luôn nha các bạn. Thì theo thời điểm đó ha. Quá trời một đống khóm luôn nè. Đó, ai có nhu cầu ăn khóm thì mình tới đây mình ủng hộ cô bé đẹp ở chợ mới An Giang. Rồi, chúc cô bé luôn bán đắt nha. Để còn bán thêm khô nữa các bạn, rất là nhiều khô nè. Rất là nhiều cá. Cá lằn sông. Cá thiên nhiên nè các bạn. Về An Giang thì toàn là đặc sản không nha các bạn. Đó là cá thiên nhiên rất là nhiều. Bên đây thì mua bán mấy con tép. Tại vì trước đó cũng giáp tuyến đường bờ kè các bạn. Wow. Ôi ôi anh bán tôm càng không các bạn ơi. Tôm càng thiên nhiên nè. Cái này là tôm thiên nhiên luôn nè các bạn. Nhìn nè. Tôm trứng luôn ha. Cá mè dinh. Cá chập lấu. Tôm thiên nhiên. Cá heo. Còn là đặc sản thiên nhiên không. Đó, ai ở gần đây mà có muốn mua tôm thiên nhiên thì tới đây mua. Có một anh trai bán ở đây nè các bạn nè. Rất là nhiều nè. Đó. Các bạn nhìn, mình cho các bạn nhìn cái thao tôm của anh nè nha. Mình xả không? Con nào ở đây trứng không nè. Mình xả ha. Đó. Nhiều. Đó, thôi, chúc anh trai luôn bán đắt nha. Ốc. Cá lóc, con gồ. Cô bên đây cô bán đồ đồng không nè các bạn? Cá đồ đồng thiên nhiên không? Cái này cá thiên nhiên không đúng không cô? Cá đồng cá thiên nhiên không ạ. Oh, quá trời đồ đồng luôn. Ai muốn ăn đồ đồng thì tới đây mua ủng hộ cô. Chúc cô bán đắt nha. Bên đây anh chị bên kia cũng bán cá linh cá đồ đồng không các bạn? Giờ này cũng thấy 70-80% là cua đồng, lóc đồng, gừng đồng. Kênh YouTube Chí Xe TV nè, nhìn cái đây là Chí Xe TV nha. Đó, anh chị bán cá đồ đồng không? Mình có đi đến đây chợ An Giang này, mình có nhu cầu mua cá đồng thì tới đây mình mua ủng hộ anh chị nè các bạn. Tháng này là cá linh non nhiều rồi hả chị? Tháng này là cá linh nhiều rồi ha. Rồi, chúc anh chị luôn bán đắt nha.
cá mè Vinh, cá lăng, tôm càng, cá xác hả? Xác. Xác. Nói với con cá vô con giống nhau ha. Cá dứa mới giống cái vô con hả chị? Cá này con khô ăn béo lắm ha. Khô. Cá gồ, tôm lông. Cá bóng nữa nè các bạn, rất là nhiều nè. À, ai muốn mua thì tới đây mua ủng hộ. Mà chúc chị luôn bán đắt nha. Cô bán hến các bạn, hến có lên toàn là đặc sản ra đồ đồ thiên nhiên không nghe các bạn. Phải nói vậy. Chợ An Giang, chợ mới mình là toàn là đặc sản thiên nhiên không nghe các bạn. À, mấy con cá này là cá sông không này các bạn. Rồi cá linh cũng là cá sông ha. Mấy con cá trắng kia cũng là cá sông luôn các bạn. Rồi con hến này cũng là hến thiên nhiên luôn. Cá linh, cá tóc. Ai mua thì mình tới đây mình mua mình ủng hộ chị các bạn, chị làm sẵn cho các bạn luôn nha, ở trong chợ mới An Giang. À, em ơi chúc chị bán đắt hay chị. Đây là tôm. À, tôm thiên nhiên các bạn. Quá trời trứng luôn. Tôm nó nhảy ngoài kìa. Dạ, tôm nhảy ngoài, cá lóc. Đó. Ông chú đang lặt cá linh. Cá gồ. Quá trời một nồi cá linh một thao. Cá linh kìa các bạn, đóng luôn ha. Tràn ngập cá linh luôn. Toàn là đặc sản thiên nhiên không. Rồi. Cũng hết cái khu vực bờ kè. Ở trong đây là khu trung tâm trung tâm ẩm thực rau thực phẩm gì đó các bạn. Ở đây thì cô bán gà vịt làm sẵn nè. À, cô cười dễ thương luôn. Chắc sáng giờ cô bán đắt lắm, cô cười tươi quá. Sáng giờ mình bán được không cô? Sáng giờ cô bán chậm hả? Cô chuyên bán gà vịt làm sẵn ở tại chợ mới An Giang. Nếu các bạn ở gần đây mà có đám tiệc thì mình có thể liên hệ trực tiếp tới đây với cô giao tới nơi cho các bạn luôn. Yeah. Các bạn ở thành phố có thể cô cũng giao tới nha các bạn. Giao tới luôn. Các bạn gọi cho cô thì cô đóng thùng ốp đá giao tới cho các bạn thì cũng cái giá nó cũng rẻ hơn ở trên thành phố nữa. Dạ. À, như mình bật mí cho bà con biết bây giờ mình một ký vịt làm sẵn mình bán cho bà con là nhiêu tiền không cô? 75 tùy theo loại vịt, tùy theo thời điểm nữa đúng không cô? Nó cái con số này nó không có chết một chỗ, các bạn nó cũng có thể dao động theo thời điểm rồi tùy theo loại vịt nữa. Mọi người có đi chợ thì ghé đây ủng hộ. Ôi, con chúc cô luôn bán đắt nha. Dạ, con là Chí Xe TV nha. Dạ, Chí Xe TV. Rồi, đây là rau củ các bạn. Cô bà cô gọt hớp. À, cô bán các loại rau củ. Mình có đi chợ muốn mua rau củ thì mình tới đây mình mua. Dạ, sáng giờ cô bán được nhiều chưa? Dạ, bán củ này cũng ế luôn. Sáng làm đám mưa tưởng được rồi hả cô? Dạ, tưởng mưa tưởng đi rồi. Dạ, đó. Em chúc cô bán đắt nha cô. Dạ. À. Mọi người đang lựa. Dạ, YouTube. Dạ. À. Đúng rồi, rồi YouTube. Buổi sáng ở đây cô bán cũng rất là đắt các bạn, cũng đông bà con lựa nè ha. Măng nè, à, cà tím nè, má đang lộc hành. Sáng giờ má bán được nhiều chưa má? Thế quá cậu ơi. Má dễ thương, má dễ thương, ế quá cậu ơi. Dạ. Bà ngoại lưng còng rồi. Em trai ở đâu quay ạ? À? Dạ con ở Vĩnh Long. Dạ. Đó mọi người có khi đến chợ mới này muốn mua rau củ như thế này thì ghé đây mình ủng hộ là mà các bạn. Dạ. Dạ con chúc má luôn bán đắt nha. Rồi, cảm ơn con nha.
Dạ. Dạ, em chào chị đẹp. Rồi, chị bán bông bí. Các bạn nhìn bông bí của chị này nha. Đầy mấy con ong mật như thế này. Nghĩa là cái bông mới vừa hái các bạn. Bông mới vừa hái. Dạ, nó còn tươi mật cho nên ong ruồi nó bu về các bạn ha. Còn mà bông mà không có ong thì là bông nó đã lâu rồi. Ai muốn mua bông bí như thế này thì mình tới đây mình mua, mình ủng hộ chị các bạn ở chợ mới An Giang. Dạ, em chúc cho chị luôn bán đắt mỗi ngày nha. Cảm ơn cậu nha. Dạ. Chúc cậu quay đó mấy ông. Dạ. Dạ. Lựa người đẹp không quay đó. Không phải quay dài dài dạ, lại mà. Dạ, đúng rồi. Cô này cũng đẹp mà. Chúc cậu đi cùng chương trình vui nha cậu. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Màu bí rau sống. Dạ. Bà cô bà ngồi bà buồn à. Dán giờ bán được cho cô mà thấy cô buồn buồn nghe cô. Cũng được. Mưa bán chậm ha cô. Bông qua wow, cái này bông súng cơm mà sao nó bự dữ vậy cô? Bông súng. Bông mùi nước nổi hả? Cho nên nó bự vậy hả? Rồi chứ đứa ngày thường này cái loại này đã cũng nhỏ đúng không? Bởi em thấy bông súng cơm bông súng trắng này nó nhỏ không à, con này bự quá nè các bạn. Thì cô bán thêm rất là nhiều rau như thế này các bạn, mình có muốn mua thì mình tới đây mình mua hết các bạn. Em chúc cô bán đắt nha. Đó. Bà con ở đây thì bán mấy cái mặt hàng rau củ đều giống giống nhau hết các bạn. Cô bên đây thì cô bán bà kia các bạn, bà kia muối nè, bà kia mắm nè, đủ các loại ha, trộn sẵn luôn. Mình không có thời gian thì mình mua loại trộn sẵn mình về mình ăn liền hả các bạn, còn mình có thời gian thì mình mua cái này mình về mình trộn theo ý của mình. Đó, ai muốn ăn bà kia thì tới đây mua ủng hộ. Em chúc cô bán đắt nha cô. Dạ. Dạ. Chị ở đây bán hột vịt, củ hành, củ tỏi, rất là nhiều loại củ luôn. À. Mình vừa bán gừng, gừng viền, lá giang hay gì đó các bạn. Tắc nữa nè. Rất là nhiều rau củ ha. À. Bên đây thì bạc kia hột vịt. Dịch ba kia mọi người ơi, học dịch là 26.000, 23.000, 24 tùy theo loại nha các bạn. Rồi khô cá mặn, khô đìa chân ngon lắm à các bạn. Đó. Thì bán được nhiều chưa chị? Dạ. Con này có con này gọi là con gì hả chị? Con cá sủ biển hồ. Và wow, con nào con đấy bự. Còn sống cũng 9-10kg con này các bạn. Bây giờ ta làm cá mặn luôn hả chị? Cái này dắt chân là ngon ha. Hoặc là cơm gan cá mặn cũng được ha. Là xé ra. Gà dạ, cơm cá mặn cũng ngon. À, ai muốn ăn cá mặn thì mình tới đây mình mua, mình ủng hộ chị nha các bạn. Em chúc chị luôn bán đắt nha. Cá lóc, cá linh. Wow, ở đây chị muối sẵn cho các bạn luôn nè. Mình không có thời gian thì mình tới đây mình mua như thế này, mình về mình chiên ăn thôi các bạn. Thôi, mình có thời gian thì mình mua cá mình về làm theo ý của mình. Cá dồ nè, cá lóc, muối, cá linh nữa nè. Ai có mua thì mình tới đây mình mua, mình ủng hộ chị nha các bạn ở chợ mới An Giang nha. Em chúc chị bán đắt nha chị. Ở bên đây gà vịt thì có nhìn rất là ngon luôn. Đó, cái cô ốp sẵn luôn nè các bạn. Mọi người ơi, ai có đi chợ muốn ăn vịt kìa thì tới đây ủng hộ cô. Sáng giờ cô bán được nhiều chưa? Cũng bán lai gai ha. Em chúc cô luôn bán đắt nha. Đó, đây học lạc 23, học lạc 25. Học vịt giữa thì giữa nước các bạn. Cá lóc, rô, cá nhiều, cá linh, chả cá, cá linh non ha, khô chắc khô cá lóc, khô cái gì đó bạn.
cá luôn. Lóc cá dồ, cá linh và chạy cá luôn. Anh trai đang làm cá linh quá trời cá linh luôn các bạn. Ai muốn mua cá linh thì tới đây mua. Thì bên đây là tiêu tỏi ngọt kìa các bạn. Tiêu đó. Ra khu vực này bây giờ mình là trở lại khu vô khu trung tâm ạ. Rau rau quả đằng này cho các bạn xem ha. Khu vực này chiếc xe cũng đi giáp rồi. Cái này mưa bão mà không cảm đi. Mưa bão gì cũng chỉ hết trơn á, chợ với người ta không thấy toàn là người bán không à. Trời bão mà. Cái này ở đâu? Này tình hình chung em ở Vĩnh Long. Em mạng Mobifone. Nè, cái kênh YouTube Chí Xe TV. Sáng giờ chị bán được không? Nói cho khán giả nghe, đã không thang ế nghe. Không phải bán cũng ra mà dạ. Nói chung là tình hình chung với tháng 7 tháng 8 này là chậm lắm thiệt. Coi ba cái mà Facebook viết mà giờ mắt muốn mờ. Cái này YouTube nha. YouTube hả? Dạ. Tháng 7 tháng 8 này đa số mấy cái mặt hàng như là rau củ quả, bông hoa đồ thì bán được. Còn mấy cái đồ mặn thì bán hơi chậm. Tình hình chung là phải chịu thôi chị. Kệ. Chị bán gà vịt đúng không? Đó, gà vịt chị làm sẵn như thế này các bạn. Đó. Nếu mình ở gần đây có đám tiệc hay gì thì tới đây mình liên hệ nha. Đó, ghé đây mình ủng hộ chị. Đó, em chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ. Này kìa, dâu ghép các bạn. Chị bên đây cũng bán gà vịt. Đó, chị ngồi nhổ lông vịt luôn. Ủa em thấy có cái máy mà chị. Có cái máy gà kêu tè tè nó nhổ á. Dạ. Chị giấu bằng tay luôn các bạn ơi nè. À, bạn nào ở gần đây muốn mua vịt thì tới đây mua, chị làm sẵn sạch sẽ cho các bạn luôn nha. Ở trong chợ mới An Giang nha các bạn. Em chúc chị luôn bán đắt nha. Phía sau thì chống lóng rồi các bạn nè. Không biết bà con bán hết dẹp hay gì hay là người ta không bán gì nữa các bạn. Thường thường thì bà con mua bán bên ngoài rất là nhiều, trong những cái khu chợ khác mà chiếc xe đã từng quay cho các bạn xem á ha. Còn đa số bà con tràn ra ngoài bán. Wow. Chứ còn trong cái khu trung tâm này thì rất là ít người, bởi vì vô đây nó bán không được các bạn. Dạ đúng rồi. Rồi thì bạn ha, cá này cũng cá sông các bạn, đặc sản thiên nhiên nè. Wow, cá này mà khô khô hoàng là béo lắm nè các bạn nhìn nè. Đó, cá thiên nhiên bắt được dưới sông đúng không chị? Rồi qua wow, cá chốt này, cá chốt giấy, chốt gì bự quá trời các bạn. Chốt giấy rồi hết. Hết đồng, chuột đồng. Rất là nhiều đặc sản đồ đồng không các bạn ơi nè. Mình ở gần đây mình có đi chợ mà muốn ăn đồ đồng như thế này thì mình vào đây mình ủng hộ chị nè các bạn. Ở phía sau trong chợ cặp mấy sông nghe các bạn. Đi ra tuốt phía sau luôn nghe. Đó mới thấy chị bán nha. Đó, em chúc chị luôn bán đắt nha. Em là YouTube Chí Xe TV nha nè, cái kênh của em nè. Trưa chiều mà có rảnh mình ra đây xem. Dạ. Dạ. Đó. Dạ. Bên đây thì cô bán chả cá các bạn ơi. Mọi người cứ đi chợ thì nhớ quẹo vô trong trung tâm này nha các bạn. Các bạn đi ngoài không mấy cô trong đây bán ế muốn chết. Trong đây mấy cô than quá. Chứ bà con đi ngoài không à? Đúng rồi, bà con đi ngoài không ai đây. Wow. Này cái giò mình làm sẵn luôn hả chị? Và chị làm khứa khứa sẵn bán luôn. À chị định muối hả? Muối. Nó có khứa ở ngoài. Dạ, muối một vậy mình bán bà con bán khứa hay bán ký chị? Bán ký. Ký là 80 ngàn. À mình muối sẵn ha. Dạ, muối sẵn. À đây nè các bạn. Chị muối giống như thế này ha. Đó, mình không có thời gian thì mình mua loại này về mình chế biến mình ăn liền. Còn nếu mình có thời gian thì mình mua cá tươi về mình làm theo ý của mình. Đúng rồi. À, còn cá lóc đồng này nha, phải không? Cá lóc. Cá linh mùa này bây giờ mình bán bà con được nhiêu tiền rồi chị? 100 ngàn ký nè. À, 100 ngàn ký.
cá linh này cũng giữa mùa các bạn ha, 100.000 ký rất là rẻ. Ai muốn ăn cá linh thì tới đây mua ủng hộ chị nha các bạn. Em chúc chị luôn bán đắt nha. Trời ơi, đây cá chép nè các bạn ơi. Đó, cá chép má ngồi má bán gì má? Không có bán gì hết. Má ngồi má ngắm cảnh má không bán gì hết. Dạ con chúc má nhiều sức khỏe nha má. À má ngồi má giữ xe, trời giống như ngồi tập thể dục luôn hả má. Cái này bà cô bán khô, khô cá lóc ở chợ mới An Giang này cũng là một loại đặc sản á các bạn. Mà mình mấy thấy mấy cái tỉnh khác á, có lần chiếc xe đi quay thì người ta nói khô này là khô đặc sản của An Giang, khô cá lóc muối tiêu. Sáng giờ cô bán được nhiều chưa? Chưa bán được luôn à? Có ba con vậy hả? Đó, cái này mình xẻ nhà hay gì con? Bằng nhà. Hiện tại ở đây mình bán cho bà con mình được nhiêu tiền ký gì con? 200 mấy ký vậy các bạn. Đó, ai muốn ăn khô này thì mình tới đây mua chợ mình ủng hộ, hoặc là mấy anh mấy chị ở trên thành phố đồ có thấy được video này muốn ăn khô thì có thể điện thoại cho cô nè các bạn. Mình là cho các bạn xem cái số điện thoại ha. Khô cá lóc chim cúc, nếu số lượng nhiều á thì các bạn có thể gọi để mình đặt hàng, hoặc ở gần đây thì mình ít thì mình tới đây trực tiếp, tới đây mình liên hệ thôi. Đó, em chúc cô luôn bắt đắt nha. Dạ. Mình đã cho các bạn xem ở dưới phần bờ sông này là có số bà con sống, có cái chiếc tàu thuyền để người ta sống ở trên sông luôn đó các bạn. Nha. Mình cho các bạn xem ha. Cái sông này. Ở đây là khu vực. Đó. Mấy cái cầu phao nổi như thế đó ha. Giống như cái khu vực biển hồ á các bạn. Các bạn nhìn thấy đã không? Cái lồng đó có thể người ta nuôi cá dưới cái lồng đó luôn nha các bạn. Cái nhà mà làm cái chỗ nuôi cá luôn nha. Thôi mình quay vô các bạn ơi. Sáng ai dứt đâm mưa sớm lắm rồi cho nên chợ này thì mình cũng thấy rất là vắng bà con nghe các bạn. Đó, bên kia ở đây các tiểu thương người ta làm khô các bạn, mình cho các bạn xem khô ha, khô mới xong. Đó, đi xuống đây. Đó, mấy cái tới tàu ghe chạy này các bạn. Wow, chạy chú. Nãy giờ dính được nhiều chưa chú? Con còn không hả? Con gì chú? Cái dù đếm hả? Wow. Đó, một chú chạy. Chuẩn bị mình chạy đây hả chú? Rồi đó, mình đứng đây cho các bạn xem chú chạy như thế nào nha. Rồi, chú chuẩn bị chạy đã các bạn. Đó. Cái sông này nó sâu không chú? Cỡ 4 mét không? Dạ. Đây bà con sẽ khô rồi các bạn. Khô lóc muối tiêu nè ha. Bạn nhìn nè. Còn bên đây thì lóc phi lê các bạn. Ở đây phi lê sẵn nè. Phi lê bên đây là muối ớt. Còn bên đây thì là muối tiêu. Wow, con chú cũng kéo chạy lên mà không thấy dít con gì hết các bạn. Không dính hả chú?
Thôi rồi. Chú bó tay rồi. Nãy dính con bự không chú? Con cỡ gần ký. Wow, cái dầu đếm ha. Nước cái này nó có cá. Dạ. Thôi mình rồi. Quay trở lên ha các bạn. Các bạn theo chiếc xe ha. Các bạn xem nhớ cho chiếc xe xin một like ha các bạn. Bấm like, bấm đăng ký kênh. Mình chia sẻ video để cho nhiều người cùng xem. Mình lên cái khu vực này xem bà con ở đây mua bán như thế nào hả các bạn. Trong đây thì vì cái khu này là cái khu giống như rau củ quả các bạn, mà đều rất là vắng hả các bạn. Còn ít một số bà con ít ngồi đây thôi, còn đa số chạy ra bên ngoài hết rồi. Dạ. Dạ, sao chị sao chị không chạy đi luôn? Dạ hết chỗ rồi. Dạ em thấy bên ngoài bà con đông nhiều lắm. Rồi các bạn ở gần đây có đi chợ thì nhớ quẹo vô trong đây khu này ủng hộ mấy bà con ở trong đây các bạn ơi. Dạ, mấy người trong đây ai cũng than hết. Ai có mua thì ghé đây ủng hộ chị. Em ơi chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ. Bà cô ở đây cũng rau củ nè. Sáng là về các cô bán được rồi. Ê, không chết. Dạ có mà tại người ta ở bên ngoài á cô ơi. Dạ đúng rồi. Mai mốt bà con có đi chợ thì ghé vô đây mình mua, mình ủng hộ mấy cô tiểu thương ở trong đây. Chứ để đi ở ngoài hết mấy cô tiểu thương trong đây bắn ế quá. Dạ con đi làm quay video cho mọi người xem chợ quê mình ra làm sao. Chợ quê mình nó ế. Dạ thôi dù sao thì con chúc cô nhiều sức khỏe. Ngày nào con cũng bán đắt nha. Bán đắt không có, bán hết có gì. Có mấy trăm ngàn à, bán ngàn ngàn có mấy trăm ngàn à. Dạ. Thì các bạn ơi quan nhìn nè. Ở đây có ai đi hết trơn. Cô ngồi cô. Bác kiểu này thấy chán hả cô? Dạ. Bác mà không thấy ai đi hết trơn thấy chán hả? Thấy chợ không vắng que. Dạ chợ vắng que. Chợ mình hồi trước kia cũng là chợ mới An Giang, chợ nổi tiếng mà cô. Nhưng mà thời gian sau này ít người hả cô? Dạ. Dạ. Chợ nó giờ tùm lum hết cô. Em là Chí Xe TV nè chị. Nè. Cái kênh YouTube này nè. Dạ vô cái kênh YouTube Chí Xe TV. Là sao? Có hương nhà tiền, có hương nhà tiền xong. Cũng là có chút đỉnh. Nói chung có chút đỉnh nhờ bà con thương, bà con xem rồi bà con bấm like đồ. Dạ. À, bà con chia sẻ. Càng được nhiều like là càng mình có thu nhập nhiều quá. À đúng rồi, rồi bà con chia sẻ đồ. Giống như mình đi quay mình quảng cáo giùm cho bà con, rồi bà con chia sẻ lên trang cá nhân để cho mọi người coi biết được cái chỗ mua bán á. Đấy. Đó, để cho anh. À, đâu đâu để vậy. Nói chung những cái gì mà vi phạm là mình phải xóa. Không giờ người ta đang up lên. Dạ. 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 Thôi dù sao thì con cũng cầu chúc cho mấy cô ở đây nhiều sức khỏe là cơ bản đầu tiên, cái thứ hai nữa thì bán đắt. Dạ. Dạ, thu nhập gì đã chia với cô ha. Dạ. Chắc cũng khoảng 2 tháng sau con sẽ trở lại đây hả cô? Dạ. Dạ mình nè. Dạ chợ buồn. Chị thấy sáng giờ bà con mình đây bán có ế không? Mới ra. Mới ra chưa biết. Mà cái cô này nói ế có ai tin không? Cũng cười tươi quá trời mà sao ế được. Dạ. 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 Mình mời các bạn đi tiếp ha. Các bạn xem nhớ cho chiếc xe xin một like ha. Đây thì bà con bán đường đậu nè, giống như tiệm tạp hóa nè các bạn. Ngồi bên đây. Thì cô bán sạp quần áo. Một em bé đẹp trai luôn. Quá đẹp trai. Sáng giờ chị bán được nhiều không? Giữ nhỏ này là khỏi bán rồi. Giữ em bé. Rồi nó cười kìa.
Trời ơi, em bé cười thương luôn kìa. Đó, mọi người có gần đây muốn mua quần áo như thế này nè các bạn. Đa số mình thấy đồ nữ không à các bạn ha. Đồ nữ rồi thêm mấy khăn, đồ lớn, đồ nhỏ đủ kiểu ha. Thì mình đến với chợ này, mình ghé đây mình ủng hộ chị. Em chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ. Yeah. Bên đây thì bà con bán giống như tiệm tạp hóa này các bạn ơi. Như đường đậu đồ này ha. À, chị. À. Đấy, bên đây thì thịt heo và lóc xương ra hết, còn xương này. À, cho các bạn xem các địa phương ở đây bán thịt như thế nào ha. À. À, đây là thịt bò các bạn. Mấy cô bán thịt bò nè. Ai muốn mua thịt bò thì tới đây vô ủng hộ cô. Yeah. À, cái này người ta số lượng nhiều, người ta đánh thiệp mà người ta đặt mình có nhận luôn không chị? Đó, các bạn ở gần dưới chợ mới nha. Thì có đám tiệc thì mình thể tới đây trực tiếp, tới đây mình liên hệ với chị. À, chị không có tên nha. À, đây chị Ngọc Hà ngay cái sạp số 13 ở chợ mới An Giang. Đó, nếu các bạn có đám tiệc gì đó thì với số lượng nhiều thì các bạn tới đây trực tiếp, tới đây liên hệ với chị giao cho các bạn tới nơi luôn. Đó, rất là nhiều nè. Mình có thể bật mí cho bà con biết bây giờ một ký nhiêu tiền không chị? Ở đây bán phi lê ngon là 260, còn thịt vừa vừa thì 240. À, phi lê ngon là 260, thịt vừa 240. Cũng tùy theo loại, giá cũng có thể dao động trên lệch theo thời điểm nữa các bạn. Đó, mọi người cứ đi đến chợ muốn ăn thịt bò thì ghé đây ủng hộ chị. Em chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ. Dạ. Em là YouTube Chí Xe TV. Kênh của em là chị, rồi mình chia sẻ lên cho bà con biết cái điểm mình bán. Dạ. Đó, chị bên đây thì nói ngược lại, chị không bán thịt bò mà là chị bán thịt heo. Ai muốn ăn thịt heo thì tới đây mua ủng hộ chị. Đó, sáng giờ chị bán đắt không? Bán không lên đai, cái này là bán chị là hết rồi. Dạ. Mưa bão mà ha chị. Dạ thôi em chúc chị luôn bán đắt nha. À, bên đây cô bán thịt heo nè. À. Vừa đến hỏi cô mà cô cầm cây dao cô liếc liếc cái không dám hỏi luôn rồi. Cô cười tươi quá. À. Liếc liếc là thấy sợ phải không? Dạ. À, mọi người ơi, có đi chợ muốn ăn thịt heo thì tới đây ủng hộ cô. Sáng giờ ba chỉ không ngon. Dạ. Đó, mình có thể bật mí cho bà con biết hiện tại mình bán nhiêu ký không chị? 150. 150 ba chỉ luôn sườn ha. Đó. Đó, mình có đám tiệc thì một số lượng nhiều, mình tới đây mình gọi cho chị. Ở đâu mà lại đây? Em ở Vĩnh Long. Vậy hả? Dạ. Mọi người có đi chợ? Không, em đi khắp nơi đi làm YouTube. Khắp nơi quay, khắp cái nơi chợ nào em cũng quay. Kênh YouTube là Chí Xe TV. Dạ, mọi người có đi chợ thì ghé đây ủng hộ chị. Em chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ, cảm ơn. Nhớ cho em like nha. Rồi. Rất là nhiều thịt nha. Đó. Đó, ở đây nguyên vậy này thì bà con bán thịt không à các bạn. Bên đây cũng thịt nữa nè. Rồi. Đó thì hết khu vực này các bạn. Đi ra mấy cô. Đây là mấy cô bán mắm. Khu này khu bán mắm nè. Mắm rau củ nha. Các loại mắm luôn. Và mắm lóc, mắm sặc, mắm linh, mắm luộc, mắm đu đủ luôn. Mắm thơm quá. À, cái này mắm Thái hay mắm mình làm không? Mắm Thái. Quá thơm luôn. Ai muốn ăn mắm thì tới đây mua ủng hộ cô nha mọi người. Em chúc cô bán đắt nha. Dạ. Rồi ok các bạn ha. Mình mời các bạn đi theo trên chiếc xe lên khu vực phía trên ha. Dạ. Dạ cái tên kênh YouTube của con nè. Để mọi người xem. Vô đây mà xem. Dạ. Dạ đẹp mà.
Thiệt luôn á. Xấu mà. Sáng giờ cô bán được không? Bán có được gì đâu cưng ơi, không ai vô đây hết trơn á. Nhìn cô nói bán có được gì đâu cưng ơi. Đó, các bạn có đi chợ nhớ có quẹo vô trong trung tâm này mua ủng hộ cô. Dạ đúng rồi. Đó. Sắp xếp thì kỳ cũng chết. Người bán sả nè, rồi hành nè, rồi bầu nè, bí nè, hủ qua nè. Dạ bầu đẹp. À, hiện tại ở đây giờ mình nè, nó có giá mấy ngàn cái gì hả cô? 15 ngàn không? Mua 12 ngàn bán lại 15. Chỉ là ngày kiếm vài ngàn thôi. Ký vài ngàn, ngày kiếm triệu mấy hai triệu cũng được ha. Không được à. Nó chơi một ngày kiếm 100-200 ngàn à, tiểu thương các bạn gọi trừ ra tiền thế, tiền mặt bằng này kia. Đủ sống là cũng im rồi hả cô ha. Dạ thôi em chúc cô luôn bán đắt nha. Dạ. Và mình cho các bạn đi tiếp tục hát các bạn. Dạ. Lên nè, trung tâm trên nè các bạn. À, thì các bạn nhìn nè, xem nè. Đồ gia vị nêm nếm nè các bạn. Ha. Bông hoa hộp gà hộp vịt. Chiếc xe đang đến chỗ này là giáp giữa hai khu các bạn, khu phía trên là khu trên nè các bạn ha, giáp với khu dưới. Chiếc xe đang đứng ở đường giữa nha các bạn. Tương hộp nè, bún bánh canh rất là nhiều nè ha. Đây thì bông rất là nhiều, cắt lại bông luôn. Đây chị bán đồ gãy nè. Đây là có đậu dán nhiều nè các bạn. Nè chị bên đây chỉ bán rất là nhiều các loại đồ khô các bạn, các loại nấm này ha, nấm đủ loại luôn nè, nấm mèo cũng có luôn nha các bạn, nấm mèo, nấm tôm cô, nấm gì nhiều lắm nè, rồi táo đỏ, rồi hạt sen nữa nè, quá trời luôn. Ở đây chỗ ngay tiệm bán này các bạn. Đây thì rau củ như thế này nè. Chị bán xe ta theo đẩy đi luôn. Chị bên đây chị bán nước mát các bạn, nước sâm nè, sâm bánh lọt và hủ, rất là nhiều nước mát ha, ai muốn uống nước mát thì tới đây uống. Đây thì cô bán bánh mì, bánh mì mọi người ơi. Ai muốn ăn bánh mì thì tới đây mua ủng hộ chị. Từ bánh mì siêu nhỏ cũng có luôn nha các bạn. Bánh mì con cua nữa nè. Sáng giờ bán được nhiều không chị? Đúng là gài. Ai có đi chợ muốn ăn bánh mì thì mình ghé đây ủng hộ chị nha các bạn. Em chúc chị luôn bán đắt nha. Đây thì giống như đại lý nước đá các bạn. Để cây nước đá đi giao cho mấy bà con tiểu thương dọc chợ buôn bán. Đây thì tiệm tạp hóa nè. Và kia mắm, mà kia mắm trộn nè. Dạ. Sáng giờ chị bán được không mà thang ế vậy? Dạ, bán không được. Chơi mấy chơi mấy bữa nay cũng mưa bão quá, bà con cũng ít có đi nữa, rồi người ta cũng làm không ra tiền. Thôi kệ, vài bữa hết bão thì bán đắt lại. Nguyên năm nay luôn. Ế nguyên năm luôn hả? Cái này là ế bền vững luôn rồi. Ế chiều nguyên khói lửa luôn. Thằng chợ, chợ phải mới, chợ cũ, chợ như
Dạ thôi dù sao thì em cũng chúc chị nhiều sức khỏe nghe. Dạ, cảm ơn. Dạ vẫn hy vọng chị bán đắt. Đó bà cô bà cười dễ thương nè các bạn ơi. Cô tóc bạc hết rồi. Dạ con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ. Cô bán dầu nước mát. Bên kia thì đây con chú bán sữa đậu nành rau má nguyên chất nè các bạn, đặc biệt thơm ngon. Đó, sáng giờ chú bán được không? Cũng bán lại gai để bà con ai cũng khang ấy, miễn mình bán lại gai cũng có lý vậy chú ha. Dạ cái này các bạn có thể là bán quán cũng được nè các bạn ha, hoặc là mình gia đình mình có đám tiệc á, mình muốn mua rau má và nguyên chất thì đổ rau câu hay là nấu cái gì các bạn, thì các bạn có thể tới đây mình liên hệ với chú nè các bạn ở tại chợ mới An Giang nha. Con chúc chú nhiều sức khỏe nha chú, ngày nào chú cũng bán đắt nha chú. Dạ đây là cũng hết khu vực chợ rồi các bạn. Dạ đi làm YouTube cho mọi người xem cái chợ quê mình ra làm sao, cái kênh YouTube con chút, kênh Chí Xe TV chưa buồn chú bắt lên đó chú xem. Dạ đó, bên đây thì cô bán một cái xe gì không biết nha. Dạ bún nước lèo gì này nghe, bún cua hả cô? Dạ cô bán bún cua, một nồi nước lèo luôn đó, ai muốn ăn bún cua thì khi đến chợ mới ghé đây ủng hộ cô. Em chúc cô bán đắt nha. Đó có hai bà chị đang mua chuối. Ừ mày lấy nữa đó đi. Dạ. Mua chuối nha. Chuối cao hả các bạn? Cao. Dạ, chuối cao. Đó. $20,000 luôn. 20,000 nãy hả chị? Bự 30-40. Mình bán nãy chứ mình không có cân ký ha. Cân ký 25.000 ký. À chuối cao 25.000 ký các bạn. Ai ở gần đây muốn mua chuối thì mình ghé đây mình mua, mình ủng hộ chị. Em ơi chúc chị bán đắt nha chị. Rau củ, phụng súng. Quá nhiều rồi các bạn. Có chị. Rồi. Là dưa sầm lạnh. Yeah. Nè cô bán bánh tét nè các bạn, bánh tét rồi bánh ú bánh ít gì nè các bạn ơi, mình có đi chợ thì mình muốn ăn bánh tét thì mình ghé đây, hay mình có đám tiệc gì đó, người ta đám tiệc tại ta mình này nhận đám luôn không cô? Dạ. Dạ bánh tét cô chi. Đây bánh tét cô chi, bánh ú, bánh ít, nhận nấu xôi chè đám tiệc kèm theo số điện thoại. Nếu các bạn có cần cái nhu cầu số lượng nhiều cho đám tiệc thì có thể gọi qua số điện thoại cho cô hoặc trực tiếp tới chợ chợ mới An Giang. Ghé đây mình ủng hộ với cô, tôi giao cho các bạn tới nơi miễn ship luôn. Miễn ship luôn. À, em chúc cô luôn bán đắt nha. Dạ em là YouTube Chí Xe TV nha, cái kênh của em là con. Dạ mình có thể chia sẻ cho bà con biết cái điểm bán của mình để người ta đi có tới thì người ta ghé tới ủng hộ mình. Bên đây thì bán gia vị nêm nếm nè các bạn nè. Đó. Đó cô này cũng bán đắt quá trời nè. Đó. Cô bán đồ chơi cho em bé cũng giống nè các bạn, giống như Trịnh Tục Quá luôn nha. Đó. Rất là nhiều sữa nè, bánh bin bin gì cũng có nè. Rồi các loại hạt nè các bạn. Bánh ha, hạt đậu gì nhiều thứ lắm nha. Đây thì cô bán chanh nè, tỏi nè, dân gian à các bạn, bánh ít trận, bánh bò, bánh
và lợn ha, bánh tập mì. Đó, nếu mà muốn mua có thể nhiều bánh luôn ha, bánh chè luôn, bánh chè gất nữa nè. Rồi bên này thì có nước sông. Ở đây là đường vô khu trung tâm phía trên này các bạn, trung tâm thương mại. Trên đây thì mình thấy đa số bà con bán quần áo, chăn ga, áo niệm rất là nhiều hết các bạn. Nước sâm nè, tương hồn rất là nhiều nè. Sáng giờ bán được không chị? Cũng lai gai ha. Dạ. Đó. Rồi đây nè, quán cầu, quán cầu chắc món cầu ba xưa các bạn. Cầu sim. Đó, ai muốn ăn món cầu sim hay là tương hột trao gì đó nè các bạn nè, đồ hủ nè ha. Đó thì tới đây mình chợ Bới An Giang, ghé đây mình ủng hộ chị nè các bạn. Em ơi chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Và bên đây thì cô bán heo quay. Đó, bán thịt quay. Cũng quay hai bên cô. Hai bên bán. Dạ. Em đi quay mà. Rất là nhiều nghe. Đó. Hai cô bán thịt quay hai bên. Đây thì bán thêm giống như là đồ tập quá các bạn, có thêm bánh dân gian này các bạn, bao nhiêu nè. Bên đây thì bán giày dép hết các bạn, rất là nhiều nè. Giày dép luôn. Ở bên đây thì bán giống như là khô các bạn, các loại khô luôn nè, khô cá sủ rồi khô cá, khô gì cũng có hay các bạn. Con thấy con rồi đấy. Đây thì học dịch nè. Đây là dịch quay nhưng mà hết rồi. Đây hột vịt nè. Hột vịt bún bánh hỏi luôn. Ai muốn ăn bún thì tới đây ủng hộ cô. Sáng giờ cô bán được nhiều không cô? Cũng chậm hả cô? Dạ, con chúc cô bán đắt nha. Chè các bạn, chè đậu đen, đậu trắng nè ha. Chè ỉ là gì nè. Muốn chè sôi nước các bạn. Đó, ông già tía bán bún luôn. Bún với bánh bò. Sáng giờ tía bán được nhiều không tía? Dạ, bún này bún ở nhà làm hả tía? Dạ, bún này lấy người ta chút. Ủa sao con thấy có còn bún bự là bún gì tía? Cái này là bánh tằm. Bánh tằm hả? À, con này là bún. Bánh tằm ăn với nước cốt hả tía? Dạ, bún tằm ăn nước cốt vậy. Bún đó, cái đó người ta làm giống như bún bún bò Huế cũng được hả tía? À, đó, bánh tằm đó là bún bò Huế á. Dạ. Bún ở đây bây giờ mình bán được nhiêu tiền cái gì hả tê? 14 ngàn. 14 ngàn, còn bún bự cũng vậy nha, hai thứ nào cũng bằng nhau à. Dạ. Ai muốn lựa nào lựa. Đó, mọi người có đám tiệc gì đó các bạn thì mình mua số lượng nhiều thì vô đây chợ Bới nha các bạn, mình ủng hộ một tía nè các bạn. Tía ngồi bán trong cái cần xé bự như vậy này nha. Đó, con chúc tía luôn bán đắt nè tía. Dạ. Tía có bán bánh hỏi, bánh bò đúng không? Dạ, dạ con hả? Bánh bò có đủ. Dạ, đầy đủ hết các bạn. Dạ, đó. Ai muốn ăn thì cứ đi. Dạ? Dạ, con là Chí Xe TV. Tên của con là tía. Dạ. Bên đây thì bán đồ điện gia dụng rồi các bạn. Rất là nhiều điện ha. Đây là tập quá, bánh kẹo, đường đậu gì tùm lum trên nè. Đây là quần áo nè. Bánh bò, xôi giò, bánh da lợn, xôi dị. Rất là nhiều luôn mọi người ơi. Ai muốn ăn xôi thì tới đây mua. Đó, chị đang gói xôi cho.
đây thì bánh bèo nè, bánh cuốn, bánh bánh cống chiên gì nè các bạn nè. Bánh tép à, bánh tiêu à, bánh tiêu có con tép luôn nha, thấy ngon quá. Này bánh ướt chả lụa gồm có chay gồm có mặn luôn. Nếu các bạn có ăn chay hay ăn mặn đều tới đây được nha các bạn. Khi đến cái chợ này thì ghé đây mua ủng hộ. Em ơi, chúc cô luôn bán đắt nha. Dạ. Cái bên cô thì có một nhà bán vải quá trời vải luôn. Đây thì quần áo các bạn. Nhận xi mạ vàng 18-24 bạch kim thì được nha. Nè tiệm tạp hóa nè. Ở trong các bạn nhìn thấy giống như bán quần áo mùng mền nữa các bạn ha. À, bên đây thì mùa trung thu tới các bạn, đây gần tháng 8 là gần trung thu các bạn, nhìn thấy bánh trung thu nhiều không nè, quá trời bánh trung thu ha. Bánh trung thu hiệp lợi gì nè rất là nhiều luôn. Tìm mấy cái bánh dân gian chè đó các bạn, chè bánh bông lan, chè đậu trắng, chè đậu xanh, sâm bố lượng vậy nè, chè bưởi nè, đậu đen nữa đó. Có ông chú ông ngồi ông bán luôn nha các bạn. Bánh ninh gõ tay, bánh ninh này kiểu bánh ninh truyền thống hồi xưa á các bạn. Nếu mà mình có đến chợ này muốn ăn chè hay uống nước mát như thế này nè các bạn, thì mình xương xa nè, bông biển nè, xương sáo nữa ha, bữa trưa một é rất là nhiều luôn các bạn ơi. Buổi trưa này mà mình được một ly thì quá đó là rất là tuyệt vời các bạn. Nếu mình có tham quan hay du lịch hay ở gần đây có đến với chợ chợ mới An Giang mà muốn uống nước mát hay ăn chè thì tới đây mình ủng hộ chú này các bạn. Chúc ông chú luôn bán đắt mỗi ngày nha. Ủa mình nói cho khán giả biết, nếu mà người ta đám tiệc á, người ta có thể đặt mình là xương xa hay gì mà người ta đi làm mấy cái món mà tráng miệng hoặc là mấy món cái gì đó luôn. Dạ đó, mình hỏi giùm cho các bạn rồi đó nha. Nếu mà mình có đám tiệc thì ở đây chú có nhận ha, những cái món giống như bì lạc xưởng tươi gì đó ha, kèm là số điện thoại ở dưới đó. Nhưng mà mấy món bánh này chú không có ghi nha các bạn, các bạn có thể tự nhìn thấy nha. Bánh cuốn, bánh gì là làm mâm quả cũng được nè các bạn, rồi bánh bông lan cũng được nha ha. Rất là nhiều loại bánh như thế này, mình có thể gọi trực tiếp cho chú hoặc trực tiếp tới đây ở gần mà thì tới đây mình liên hệ với chú qua những đám tiệc thì chú có thể giao miễn ship cho các bạn luôn. Thôi còn cảm ơn chú nha, chúc chú luôn bán đắt mỗi ngày nha. Kênh gì là không biết chia. Dạ kênh YouTube Chí Xe TV à chú. Dạ để đây cho chú, để hồi chú quên nè. Nhớ chia sẻ giúp con với nha, cho bà con biết cái điểm của mình bán. Mình mời các bạn tiếp tục ha, các bạn xem nhớ cho Chí Xe mình xin một like ha các bạn. Đây thì bà con bán điện thoại nè các bạn, ý mà là đồng hồ nè ha, đây đồng hồ, quần áo. Mình ra tới đây là cũng hết cái tuyến đường ở đây, khu vực chợ các bạn, để mình vòng vào bên khu vực kia, cho cái khu vực kia cho các bạn cùng xem ha. Đây bán rất là nhiều đồng hồ như thế này các bạn ạ. Đang ngay đầu đường các bạn. Đó, ngay đầu đường này có cái xe bán bắp nữa các bạn. Bắp hầm rồi xôi bắp luôn nha. Đó, bắp hầm nè, rồi sô bắp nè. Đó, má kêu quay quay chuối. Má bán bánh cam. Ủa bánh gì má? Bánh cam đúng không? Bánh cam, bánh cái quẩy. Bánh quay dạt. Ủa cái bánh tròn tròn này bánh gì má? Bánh tiêu. Bánh tiêu hả? Bánh tiêu nhân thịt chứ không giống bánh tiêu kia hả? Bánh tiêu bỏ bánh bò cho ông ăn á. Dạ, sáng giờ má bán được nhiều chưa? Bán thầy cũng ở đất miễn đừng có ế là được hả má? Rồi chị bán gì? Bán bắp hầm. Chị bán bắp hầm. Bán mà ngồi đây chắc chị bán gần hết rồi nè. Ai gần đây khi đến chợ mà mua bắp hầm hay mua bánh tiêu, bánh bò như thế này các bạn nè, thì mình ghé đây mình ủng hộ má với chị. Con chúc má nhiều sức khỏe nha má. Em chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ. Dạ. Con đi quảng cáo giùm mọi người má, quảng cáo giùm cho má luôn. Đây mình là cho các bạn xem
đó, một chị bán bánh cam và chạy xe đạp quá dữ luôn các bạn, hiểu không? Đây là khu thương mại chợ mới nè các bạn, các bạn nhìn thấy chữ ha, phía dây là cửa Bắc, các bạn hiểu cửa Bắc nha. Nhưng mà cái khu trên đây hình như là ít có ai vô đây lắm, chưa có đang sửa chữa ai gì đó, các bạn không biết đó, hãy dán tay này nha. Họ bán rất là nhiều đồ chơi luôn các bạn, đồ chơi cho trẻ em quá trời luôn ha, ai muốn mua đồ chơi cho em bé thì tới đây mua. Các bạn nè, bạn nhìn thấy cửa Bắc không? Đó, bên trên là khu thương mại chợ mới nè. Mà không biết trong đó có mua bán gì không, mình cho các bạn xem ha. Đó, để cô bán bánh canh mặn, bánh canh ngọt nha, hai thứ bánh canh. Còn bên đây thì bánh mì hùng hùng, bánh mì thịt nè các bạn. Ở trong đây hình như chưa có hoạt động hay gì mình thấy không? Trong đây dán tranh này các bạn, không ai ở đây nha. À, cái khu này người ta đóng cửa luôn, không có cho lên lầu được nha các bạn. Có cái cửa nhưng mà thằng cầu thang đó. Khu này giống như ok các bạn luôn ha. Nè, bạn nhìn xuống cái khu nãy mình đi chứ trong đó nè, là khu chợ mới nè. Ở ngoài bà con bán giày dép nha. Đó thì bán heo quay rất là nhiều luôn. Ở khu vực bán trái cây nè. Bên đây thì heo quay. Rồi giùm bò. Con đường này đó hết rồi các bạn, quần áo nón giày dép nè. Đó, khu bên đây là bán nón kết rồi dép giày ha, đi nịch rồi. Đây bán quần áo không có gì hết. Lưu động quá rẻ, có 20-50. Nó để rề luôn. Còn bún nha. Siêu thị lưu động để rề nè. Mày 20-50, rõ không tư? Dạ. Bên đây thì bán nước mát các bạn. Mũ gòn, một é, mũ chôm gì nè ha. Rồi chiên sáo, bánh lọt. Bên đây thì khoai mì, bánh kẹp, khoai mì luộc hả các bạn. Bánh lan nữa nè, quá nhiều ha. Chuối nè, chuối cao, chuối xiêm, rất là nhiều chuối luôn. Bên đây thì có cô bán bánh mì, bún riêu, cua, bún thịt xào nè các bạn. Các bạn xem nhớ cho Chí Xe xin một like ha các bạn. Ai chưa đăng ký thì bấm nút đăng ký kênh ủng hộ Chí Xe ha.
dừa nè, nước dừa, đậu phộng, xoài. Và đây. Và ở đây cô chuyên cung cấp dừa các bạn. Mình đã có dùng. Dạ. Bạn ở dừa. Cho hai bọc nước dừa. Cô bên đây cũng bán dừa nè các bạn, bán dừa khô ha, dừa khô về là lá trầu đó, cốt nè các bạn. Các bác lưu đồng nha các bạn. À, ghế nè. Bên này thì bán bông nè. À, dừa tươi. Che dừa luôn. Đây thì bà con bán giày dép rồi các bạn. Đây thì bán rồi giống như đồ điện gia dụng nữa các bạn, bếp ga, bếp điện đầy đủ thứ ha, chén tô nữa. Bao bằng vỏ nó cái chổi là quét rồi các bạn này. Ha. Thùng xe. À. Đây là chị kết tràn hoa tươi rồi các bạn. Rất là nhiều hoa này. Đây là bông hoa trái cây nha các bạn. À, chắc là bông hoa. Dạ. Đó, quá trời nhiều bông hoa ha. Ở đây chú chuyên cung cấp các loại hoa tươi, kèm theo đó là kết tràn hoa lãng hoa trong những ngày hội lễ hay đám tiệc đó các bạn. Nếu mình ở gần đây mà có nhu cầu mình đám tiệc hay mình kết những tràng hoa trong những ngày lễ kỷ niệm như thế này thì mình tới đây mình liên hệ với chú được các bạn. Dạ. Rất đẹp ha. Đó, các bạn ở gần đây có tới đây thì ghé đây mình ủng hộ em. Chúc chị luôn bán đắt nha. À, con chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ. Thì cô đổ bánh bông lan các bạn, bánh bông lan, bánh ốc thì nè các bạn. Bên đây thì dây lưới nè, là lợp rất là nhiều ha. Wow, quá trời trái cây luôn. Cầu chôm chôm quýt. Sáng giờ chị bán đắt không? Sáng giờ bán đắt không? Cũng được ha. À, chị bán trái cây nhiều lắm rồi các bạn. Từ lụ, rồi lê, táo, nho gì, hồng giòn gì, đủ các loại.
À, nếu mình ở gần đây mình muốn mua trái cây thì tới đây mình mua, mình ủng hộ chị trong chợ mới các bạn. Em chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ, em là Trinh, YouTube Chí Xe TV nè. Chưa mình buồn mình vô đây mình xem cho đỡ buồn. Dạ, em cảm ơn chị. Đây thì đồng hồ, bán đồng hồ quá trời nè các bạn, bán đồng hồ, sửa đồng hồ luôn nha. Đẹp tập quá luôn. Chị xe cũng đã đi giáp cái khu vực của nhà mới rồi các bạn. Giờ chị xe xin kết thúc video tại đây ha. Nếu các bạn có thấy thích video này thì cho chị xe xin một lượt đăng ký, bấm nút đăng ký kênh, bấm like. Giờ thì xin tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong một video tiếp theo ha. Quá trời dừa luôn. Wow. Sáng giờ bán được nhiều không anh? Bồn ha. Dừa này là dừa ở đâu á anh? Phú Tân. Phú Tân. Phú Tân cũng của An Giang mình luôn đúng không? Dạ. Yeah. Một trái gì giờ mình bán được cho bà con nhiêu tiền anh? 10.000. 10.000 một trái dừa tươi. Ai có nhu cầu mua dừa thì ủng hộ anh. Chặt cho em trái. Có cái ống hút không? Rồi. Mình uống trái luôn các bạn, trái dừa đừng nói trái bự quá. Uống hết, uống cái một là hết luôn nha. Thôi mình xin kết thúc video tại đây ha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong một video tiếp theo ha.